khi dịch bùng phát, sản lượng bán ra của Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Trung đã sụt giảm nhiều. Hai năm trước, cũng mùa vụ này, Hợp tác xã cung cấp khoảng trên 1 tấn rưỡi chùm ngây, chưa kể các loại nông sản khác cho thương lái và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, sản lượng chùm ngây bán ra chỉ được 1 tấn mỗi tháng. Các loại rau khác không có doanh nghiệp bao tiêu còn thiệt hại nặng hơn. Các đầu ra của nó là bị dư thừa và bị phải cần kêu gọi các cái hiệp hội này, các cái chủ doanh nghiệp này giải cứu. Đấy, một số lượng còn giải cứu không hết, nó bị dư thừa, nó phải bắt ra đầu bờ cơ. Nhưng được cái là bên rau chùm ngây của mình này lại không phải bỏ đi, mà khi có hàng cái là bên Moxit thần bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bên hợp tác xã mình. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, bà Hương cũng không khỏi lo lắng. Nhìn quanh thấy nhiều lao động phải về quê do doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, là bà lại thấy lo cho công việc của mình. Và thật may khi hàng ngày bà vẫn được tới xưởng sản xuất, bởi ngày nào được đi làm là thêm một phần trang trải cho cuộc sống khó khăn của gia đình. Cũng lo lắng là không có việc làm, là cũng không có về việc chi tiêu, là cũng khó khăn. Tôi lo lắng là làm sao mà công ty này làm phát triển được mạnh, mà có được nhiều công việc để cho các chị em trong thôn để làm. Tôi rất là vui là khi là tôi vẫn có công việc ổn định để làm. Mọi người dịch bệnh là không có việc làm, nhưng mà sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã khó, vừa khởi nghiệp được gần 6 năm lại bùng phát dịch bệnh, doanh nghiệp của chị Trần Thị Hương lại thêm chao đảo. Vì vậy, để giữ được thu nhập cho người lao động và bà con nông dân liên kết sản xuất với mình như vậy là điều không hề đơn giản. Để mà đảm bảo được cái thu nhập cũng như là chế độ cho người lao động thì bên mình thì đã cố gắng là cung cấp cho người tiêu dùng nhiều hơn bằng các cái chuyển đổi số, ví dụ như là bán hàng qua các kênh như là thương mại điện tử, cũng như là thêm có nhiều những cái doanh nghiệp kết nối với họ qua cái hình thức online để cung cấp hàng được với họ. Nắm bắt lợi thế của doanh nghiệp nhỏ là linh hoạt, dễ thay đổi, chị Hương đã nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường giai đoạn dịch bệnh. Vẫn theo hướng chế biến sâu để đảm bảo nâng cao giá trị nông sản, nhưng đa dạng và có sự gần gũi với người tiêu dùng hơn. Cũng vì vậy mà doanh nghiệp kinh doanh nông sản của chị đã có thể tồn tại trong cơn sóng dữ Covid-19. Và hơn hết, chị đã đưa những người lao động khó khăn quê mình và cả những bà con nông dân liên kết sản xuất cùng vượt cơn sóng ấy. Và cũng chính sự vất vả của người nông dân nhưng nhận lại giá trị chưa tương xứng đã khiến chị Hương chăn trở bước vào khởi nghiệp với chế biến sâu nông sản. Thì mình rất là chăn trở về việc này, và mình đã có những cái hướng đi mà là trở về quê để tạo dựng cái công ăn việc làm để cho bà con nông dân ở tại quê, không cần phải di chuyển đi những nơi khác để mà có thể tự làm việc, mà ký hợp đồng được với người doanh nghiệp để có thể là bao tiêu đầu ra, giúp cho họ yên tâm được trong cái việc sản xuất. Một trong những cái mà mình cảm thấy rất là vui khi mà làm được điều đấy, đấy là mình sẽ không còn cái tình trạng mà rau trồng phải bỏ ở đầu bờ rồi giải cứu nông sản. Nông nghiệp là lĩnh vực chứa nhiều rủi ro, và trong thời đại mới, việc kinh doanh đã thay đổi rất nhiều khi có sự tham gia mạnh mẽ của công nghệ 4.0. Vì vậy, để người nông dân và nông sản Việt có thể nhập cuộc, rất cần có sự tham gia, hỗ trợ về định hướng, quy hoạch của các ban ngành chức năng và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã giúp nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã cùng các địa phương trên cả nước từng bước quay trở lại sản xuất, khắc phục khó khăn, từ đó từng bước khôi phục kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng để ổn định cuộc sống cho người lao động và bà con nông dân.